Việc chào quý vị và các bạn thân mến. Trước mắt quý vị và các bạn là hai đôi loa của hãng JBL Control 5. Thì cái dòng loa này rất là nổi tiếng quý vị và các bạn. Control 5 này rất là nổi tiếng, âm thanh nó rất là hay. Giá cũng rất là hợp lý. Vì có hai cặp thôi, hai cặp duy nhất và độ đẹp thì y nhau. Giá thì cũng bằng nhau luôn. Chút xíu nữa Việt sẽ quay cận cảnh về việc báo giá cho quý vị và các bạn. Và đây là hàng bãi nha quý vị. Hàng bãi chứ không phải hàng nhập khẩu nha. Thì Control 5 này nó có rất là nhiều đời, hàng bãi, hàng nhập khẩu và thậm chí là có hàng giả hàng nhái luôn. JBL Control 5 thì việc tháo ra một chiếc rồi, còn mấy chiếc bên đây á thì giờ việc để như vậy, mình giật cái lưới ra cho quý vị xem nha. Loa zin gân thì nó mục rồi nha quý vị và các bạn. Gân này là mấy mấy ông Tây mấy ông nó thay rồi. Cái này khi mình lấy về thì Tây nó đã thay gân sẵn. Mà mấy ông Tây thay gân nó lúc nào cũng vậy, không có đẹp bằng mình quý vị và các bạn. Đó. JBL Control 5. Này là mình chưa có vệ sinh đó, đó. Dơ thôi. Quý vị, rồi để việc quay một vòng ở phía sau nha quý vị và các bạn. Đó. Ở phía sau nè quý vị và các bạn. Nói chung là hàng bãi thì nó cũng phải có chày chút đỉnh, nhưng mà thùng thì không bể, không nở, không gì hết nha. Đó, JBL Control 5. Lo Mỹ. Dòng này tiếng rất là hay, quý vị mà để hai cặp này treo trong quán cà phê thì tuyệt vời, hoặc là nghe nhạc hay là trợ lời để karaoke đồ này nọ đó. Lo này thì nó cái bass nó hình như là bass nó 18 thì phải. Để mình đo thử coi. Bass chắc bass nó khoảng 18 đó quý vị. Đó. Hai đôi thì cái độ đẹp nó y nhau. Y nhau nha quý vị. Đó, y nhau luôn. Lưới đầu tem còn đầy đủ hết nha quý vị và các bạn. Đây, còn ở bên trong nè. Bên trong thì củ lo là vàng sexy ha, bọc từ, củ lo bát bọc từ và củ lo chép cũng được bọc từ lại luôn. Đó, quý vị và các bạn.